được. Thôi thì mong rằng là bà con hãy thân tình mà tha thứ cho chị. Cảm ơn Điền Trung rất là nhiều. Em đã giới thiệu chị lên đây, nhưng mà có cái nào hôm nay chị ca không nổi thật. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của chị hai. Thật sự là nghệ sĩ khi đến đây là rất muốn hát để trước là chia buồn cũng như là đưa tiễn người đã mất. Nhưng bởi vì do chị hai cũng mấy ngày nay em xin lỗi chị hai, sáng chị hai có nói với em rồi, chị hai đang bệnh, nhưng mà em vô ý cho nên em giới thiệu chị hai, em xin lỗi chị hai. Dạ cũng thành thật xin lỗi cùng toàn thể quý vị, cho nên là hôm nay nghệ sĩ Thanh Hằng không hát để phục vụ được, mong quý vị tìm tình bỏ qua cho. Dạ không sao đâu anh Điền Trung ơi, mình là nghệ sĩ mà, nếu dù không có ca được thì chị cũng được vài câu để âm dạ, bốn câu thơ này để Thanh Hằng muốn gửi tặng đến cho Võ Minh Lâm và gia đình và tất cả các bà con cô bác. Cái này có gọi là bị giả cho mặt cái bóp không? Em phải đợi cái hậu của chị làm sao. Và kính thưa toàn thể quý vị, và để liên tục chương trình, là để thay đổi một chút không khí, xin mời quý vị hãy thưởng thức một màn ảo thuật chưa nữa hả con, rồi bị lay tiếp. Trong khi chờ đợi màn ảo thuật rất là đặc biệt, Điền Trung xin mời quý vị thay thế một giọng nữ của nữ nghệ sĩ Thanh Hằng bằng một cái giọng hát gần như là Thanh Hằng luôn, kế bên Thanh Hằng, nhà kế bên luôn, nữ nghệ sĩ diễn viên điện ảnh Thanh Ngọc. Dạ kính thưa quý vị, chị Thanh Ngọc chị nhà kế bên nhà chị Thanh Hằng luôn, bước lên thôi mà không biết cái gì mà sao mà giống dữ, không biết có liên quan gì không. Đây xin mời nữ nghệ sĩ. Hôm nay thì Thân Ngọc, chị hai thì khang tiếng rồi, hát không có nổi. Mà Thân Ngọc thì chắc có lẽ cũng không có, người ta chắc cũng dở. Nhưng mà hôm nay đến đây chia buồn cùng với gia đình của em Lâm. Em biết không, cách đây 2 ngày, 2 ngày thôi, anh đi đám của anh Trương Minh Châu. Hôm đó là ngày em phát trực tiếp truyền hình ở bình canh của nhà. Hôm đó là cái ngày uống kinh khủng luôn, uống không bao giờ biết xỉn. Anh cũng là vì anh chung đồng cảm với em. Mẹ anh mất ngay cái lúc anh chuẩn bị bước ra sân khấu hát với Ngọc Quyền. Anh vẫn phải ôm Ngọc Quyền, anh vẫn phải khóc, vẫn phải cười sân khấu. Khán giả dưới ai cũng biết là mẹ anh mất hết, mà họ không dám nói chuyện câu nào hết. Thì anh cảm giác cái bên đêm đó là cái đêm đó là cuộc xuất diễn mà gọi là nó lâu nhất, mẹ mong nó mau cho nó hết cho rồi. Nó một cái tình cảm, bữa đó anh uống nhiều lắm, uống nhiều tới nỗi mà bữa nay anh không biết tại sao anh không dám uống luôn, uống tới 3 giờ sáng luôn đó mẹ, đau lắm. Người nghệ sĩ là vậy đó, và dù qua nó giống như một cơn bão, nó thổi qua một cái ào vậy, mất quá nhiều nghệ sĩ, mất quá nhiều, mất mát quá nhiều, nhưng mà cơn bão nào cũng qua đi. Hy vọng rằng nghệ sĩ chúng ta đừng dính trong cơn bão nào nữa, đủ rồi, đủ rồi ông trời ơi, cho cô con yên, để cô con làm vậy. Dạ em hiểu và cảm ơn những cái tình cảm như là những chia sẻ của anh Liên Tâm. Kính thưa quý vị, và cái lúc mà xem lại cái clip mà Lâm hát bên cạnh cổ nhạc ấy, bản thân Hữu thấy là Lâm vẫn tập rồi, vẫn nhảy rồi đúng những cái gì, nhưng mà tôi thấy là những bạn diễn bên cạnh dường như có Thi Nhung, dường như các bạn rất là lo cho Lâm.
nên là các bạn có phân tâm. Nhưng mà riêng Võ Minh Lâm thì lúc bấy giờ tôi xem Võ Minh Lâm đã làm tròn trách nhiệm. Và cái điều đó là tôi tin chắc rằng không phải là Võ Minh Lâm hát cho khán giả xem không thôi đâu, mà đó là cái đêm cuối cùng để Võ Minh Lâm hát dâng lên người cha yêu kính của mình với những gì chỉnh chu và đàng hoàng nhất. Cảm ơn Võ Minh Lâm, cảm ơn anh Lê Tâm rất nhiều. Vâng, và trong cái ngày hôm nay á thì là chúng ta nhận thấy là còn là nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thấm nè, là còn Thi Nhung chưa hát nè, rồi Phú Yên, rồi các chị hồi nãy đã hát rồi sẽ quay trở lại, nên là chương trình văn nghệ của chúng ta, rồi còn có ca sĩ Thiên Hương nữa, nên là sẽ hát cho đến khi nào mà Lâm nói thôi anh ơi ngưng thì mình ngưng vậy Lâm ha. Và một trong những cô đào mà đã hát cùng với Võ Minh Lâm từ những ngày đầu tiên Võ Minh Lâm trở thành anh kép chánh của nhà ca Lương Trường Vũ Trang, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thấm. Mời nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thấm bước lên sân khấu. Thì thôi bây giờ cho Linh Tâm đến đây. Trước là để chúc sức khỏe của mẹ và Linh Tâm sáng một bài hát, cho hát một bài hát tân nhạc đi. Bài hát nói lên nỗi lòng của một người cha. Bài hát này thì Linh Tâm đã có lần hát tặng cho Linh Tý rồi. Bây giờ thì hát bài này riêng tặng cho Võ Minh Lâm. Bài hát nỗi lòng người cha của Đông Dương. Mời quý vị thưởng thức. Chị Phượng Loan á, có tâm sự với mọi người như thế này. Hồi xưa chị không thích đóng đào đâu, mà tại vì chị ca hay quá nên chị mới đóng đào. Và tiếng hát vượt thời gian của nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan, một trong những nghệ sĩ mà đoạt 5 huy chương vàng hội diễn toàn quốc mới được phong nghệ sĩ ưu tú thưa quý vị. Thích đào sâu đời tư dễ sợ luôn vậy đó. Anh thôi thì cảm ơn Quốc rất là nhiều. Ngồi đến giờ này ở đây thì chắc có lẽ là con cũng thưa với bà cùng với tất cả các cô với chú, các anh, các chị trong gia đình. Riêng đối với Phượng Loan thì phải nói là với Võ Minh Lâm thì có một cái tình cảm rất là quý. Quý ở chỗ em là một người làm nghề rất là nghiêm túc. Và với Phượng Loan thì phải nói là rất quý, trân quý những các em trẻ mà lại yêu nghề như thế này. Cho nên là giờ phút này mà chị Phượng Loan ngồi đây là Lâm biết rồi ha. Lâm cũng là chị Phượng Loan rất là thương Lâm và cũng rất là quý anh Sơn. Anh Sơn cũng là một nghệ sĩ, cũng cái thời Phượng Loan đi khác thì Phượng Loan biết anh Sơn với Đoàn bị gì. Phượng Loan cũng là người ở Đoàn Cần Thơ, mà anh Sơn đây thì họ cũng ở Cần Thơ. Cho nên là anh em cũng rất là quý nhau. Hôm nay thôi thì anh chị dạ, nói nữa cho em xin ngân nghe cái khúc này cho. Nói nữa hả? Chị đã từng đi hát với ba Võ Minh Lâm. Không đi chung đoàn thôi, nhưng mà lúc đó thì anh Sơn đã nghỉ rồi thì chị cũng nói gì vậy. Tại sao Võ Minh Lâm kêu chị bằng chị? Cái này nó hơi khó một chút, nhưng mà không, nghệ sĩ mà, cho nên là mình cứ kêu nhau bằng chị bằng anh rồi thấy nó trẻ vậy đó. Thì chị em được biết là chị lớn hơn là nghệ sĩ ưu tú Tú Sương 17 tuổi mà Lâm kêu Tú Sương bằng má thì kêu bằng chị. Nó khách quá. Tú Sương là chị lớn hơn Tú Sương có 11 tuổi à. 11 tuổi thôi. Thì nếu như mà nghệ sĩ là nói chung là mình phải trẻ, mình lúc nào mình cũng thích ai kêu bằng chị, đừng có kêu bằng cô. Nếu mà Võ Minh Lâm kêu Tú Sương bằng má thì phải kêu chị bằng bà Thiến chứ. Sao em cứ thích nói xấu kỳ quặc.